Team building là khái niệm có thể hiểu là xây dựng đội ngũ hay một số người vẫn gọi là đội nhóm. Nó được ví như một quá trình xây dựng tinh thần đồng đội cũng như dựng một căn nhà. Thực chất của team building là một hoạt động ngoại khóa dựa trên các trò chơi khác nhau để cho những người tham gia trải nghiệm các trò chơi, các tình huống dựa trên các câu hỏi của người quản trò để rút ra các bài học thực tiễn trong công việc nhằm điều chỉnh thái độ và hành vi cá nhân trong khi làm việc chung với nhau cùng hướng đến mục tiêu chung của tổ chức. Đối với các công ty hay tổ chức thì team building là hoạt động cần thiết cho hầu hết các đơn vị, trong đó cần có sự phối hợp làm việc của các cá nhân và bộ phận khác nhau trong cùng một tổ chức, gắn bó giữa các thành viên và bộ phận. Đây còn là dịp để cho các thành viên hiểu biết và tăng cường quan hệ làm việc với nhau. Và mỗi dịp nghỉ lễ thì Trung tâm Tiếng Anh Apollo lại tổ chức những chuyến dã ngoại cho các nhân viên nhằm giải tỏa những áp lực trong công việc và tìm kiếm nguồn năng lượng mới. Có rất nhiều những hoạt động họ tham gia trong chuyến đi, và trong đó không thể không kể đến team building. Thực ra thì những trò chơi team building này nó sẽ giúp cho nhân viên của công ty thứ nhất là biết nhau, tại vì là bản chất của công ty thì là sẽ chia ra nhiều cơ sở nhỏ, nên là các nhân viên thì gần như là cũng sẽ nói chuyện nhưng mà chỉ hầu hết là thông qua mạng xã hội thôi, nên là sẽ làm cho nhân viên đến thân thiết với nhau hơn, cũng như là tạo nên một mối quan hệ có gắn bó hơn trong công việc đấy, cũng như là ngoài đời sống. Chương trình Team Building trong buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ vượt qua những thử thách vui, rất vui, cực kỳ vui và cực kỳ vui. Và trước khi ở giữa khu vực sân cỏ, chúng ta kết nối yêu thương, chia sẻ cảm xúc bằng việc xin mời tất cả thành viên sẽ nắm tay người bên cạnh ạ. Xin mời các anh chị ạ, nắm tay để tạo thành một vòng. Chương trình chúng ta với thông điệp kết nối yêu thương, chia sẻ cảm xúc. Để có thể bắt đầu một chương trình Team Building thì không thể thiếu vai trò của những người chơi, một kịch bản đặc sắc, và đặc biệt là người quản trò hay còn gọi là người dẫn chương trình. Người viết kịch bản muốn chương trình của mình thành công cần phải lựa chọn được người MC phù hợp với phong cách của chương trình và đối tượng tổ chức. Chương trình cần giải trí cao, đòi hỏi MC team building phải hài hước, hoạt ngôn. Chương trình cần đúc kết, lắng đọng, truyền lửa, đòi hỏi MC team building phải có trải nghiệm sâu sắc. Vì vậy, MC của team building còn được coi là linh hồn của cả chương trình. 3, 2, 1, bắt đầu, xin mời. Bây giờ xin mời các thành viên mình nhún mình cùng nhún mình lắc mình cào mình cùng cào mình túm cái vai mình cùng túm lấy cái vai mình giật cái vai mình túm cái má mình cùng túm lấy cái má mình giật cái má mình cùng giật cái má mình túm cái mũi mình cùng túm lấy cái mũi mình giật cái mũi mình cùng bước. Sau một khóa học team building, thành viên thường rút ra những bài học vô cùng ý nghĩa như dựa trên sức mạnh tập thể sáng tạo và đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề, xây dựng được tinh thần đoàn kết, niềm tin lẫn nhau, tính cạnh tranh lành mạnh giữa các đội với nhau, nhận ra được bức tranh toàn diện và cùng hướng đến thành công chung của tập thể công ty. Nên mình cảm thấy là rất là vui vẻ và cảm thấy là chương trình này rất là bổ ích. Mọi người được có dịp vui chơi và đoàn kết với nhau. Rất là hạnh phúc ạ. Các team và đội trong nhóm này thì có sự gắn kết với nhau hơn. Các thành viên trong nhóm thì biết hiểu rõ nhau hơn và hiểu về tinh thần đoàn kết là như thế nào. Một chương trình team building hay, vui, ý nghĩa cần phải tạo được cho người tham gia cảm thấy hào hứng, tự họ đúc kết được các giá trị, bài học nào đó. Trong khi suy nghĩ của mỗi người lại khác nhau, nhận thức khác nhau, trình độ khác nhau, có người ưa chuộng vận động, có người ưa suy tư. Chính vì vậy, những hoạt động phải mang lại tiếng cười cho các thành viên, đồng thời giúp họ có những giây phút thoải mái và thư giãn. Nhiều hoạt động đòi hỏi phối hợp làm việc nhóm để người chơi thấy được vai trò tinh thần hợp tác, phối hợp. Nhiều hoạt động vượt qua giới hạn bản thân để ai cũng cảm nhận được giá trị cho riêng mình.